mọi người, nếu bạn quan tâm đến note taking thì đúng rồi đó, video này sẽ giúp bạn hiểu đơn giản nhất về một trong những ứng dụng phổ biến trong việc ghi chép và dạng tài liệu, đặc biệt là khi bước vào đại học. Đó chính là OneNote, và để sở hữu nó thì bạn không cần trả bất kỳ một số tiền nào. Thì bạn cần làm là tạo cho nó một cái tài khoản Microsoft, và tài khoản này sẽ ứng dụng trong rất nhiều công cụ như là Word, PDF, PowerPoint, Excel. Lưu ý tài khoản này giúp bạn đồng bộ dữ liệu trên OneDrive nên bạn không lo mất dữ liệu. Không muốn mất thời gian của mọi người thêm nữa, đầu tiên sẽ là thao tác văn bản trên OneNote. Ở đây có những loại định dạng cơ bản như trong Word, bao gồm phông chữ, kích cỡ highlight, underline, căn chỉnh vị trí. Tất cả đều được hiện trên thanh home. Nếu bạn thích làm theo font aesthetic hay là bullet thì nó đề ra vô số dạng chữ để đáp ứng nhu cầu này. Hoặc là bạn có thể search Google Form để tải về nhiều dạng hơn thế nữa. Ngay cả khi bạn cần lập danh sách task hay điều cần lưu ý thì nó cũng cho key ring. Nếu các bạn nội chữ không khớp với ngôn ngữ bạn cài đặt sẵn trong hệ thống, ứng dụng sẽ cho nó làm spellwrong, có nghĩa là sai lỗi chính tả. Nhưng đừng lo, các bạn có thể vô phần set language, có nghĩa là cài đặt ngôn ngữ phù hợp với nội dung bạn chọn. Tiếp đến là thêm công cụ chèn áp dụng cho video, ghi âm, ảnh, tạo bản, những thứ giúp ích rất nhiều trong việc học. Thứ ấn tượng nhất là bạn không phải đăng hình từ trang web và máy, mà chỉ cần nhấn copy và qua bên OneNote, ấn paste là được. Cái mà mình thấy thú vị tương tự là nó đề ra cho bạn bốn loại định dạng, nhưng mình thường dùng là giữ nguyên định dạng, có nghĩa giống với hình thức văn bản từ web mà bạn đã copy, hoặc là chỉ giữ văn bản, có nghĩa là văn bản sẽ được định dạng theo OneNote bạn sử dụng. Phần này là phần tạo bản, các bạn có thể chỉnh kích thước của nó tùy theo mong muốn. Các bạn nào thắc mắc về chức năng ký hiệu toán học của nó không? Ở đây mình phải học môn kinh tế vĩ mô và môn tài chính, nên có nhiều công thức toán học cần ghi chép. Thực tiện thì nó đã đề sẵn trong Symbol và Equation. Các bạn thấy ở đây mình áp dụng chủ yếu cho phân số và số mũ. Chắc chắn không thể thiếu phần công cụ vẽ. Hiện tại rất nhiều học sinh sinh viên dùng iPad hay máy tính để ghi chép và vẽ trực tiếp trên tài liệu mình học. Biết được điều này nên OneNote đã cung cấp gần chục kiểu bút với từng kích cỡ màu sắc riêng biệt khác nhau. Bạn chỉ cần di chuột tới là nó sẽ hiển thị tên loại bút cho bạn. Khi nhấp vô chọn lựa, nó sẽ hiện ra thêm nhiều option cần thiết liên quan đến bút. Shape có các dạng hình tròn, hình bình thành hay đường thẳng để thao tác nhanh hơn. Các bạn có thể tùy chỉnh độ dài của đường thẳng vừa tạo, và đặc biệt là không có độ giới hạn nào ở đây về chiều dài và chiều rộng của trang giấy. Bạn muốn thích chèn theo bao nhiêu cũng được. Và cuối cùng là những chi tiết nhỏ nhặt khác mà bạn không nên bỏ qua. Thay vì để nền trắng trơn, giờ đây các bạn có thể thay đổi như kiểu vẽ kẻ sầu, gạt ngang, y chang giấy mặt và thay đổi màu sắc của trang. Nếu các bạn thích tạo kiểu bài hàm truyền cảm hứng, động lực, kiểu nhìn vào là muốn học ý, thì bạn có thể download các form tự thiết kế trên Form hay là Form Space. Cái này search trên Google, mình sẽ để lên ở dưới phần mô tả cho các bạn. Trong trường hợp bạn muốn di chuyển vị trí khung văn bản, mình nghĩ các bạn sử dụng Lasso Select ở thanh vẽ thì nó sẽ di chuyển về theo ý bạn quanh vùng. Chẳng vấn đề là xót ảnh hay là xót đường vẽ mà các bạn đã tạo. Các bạn ơi, điều quan trọng là phải để đến phần cuối cùng, và một trong những thứ mà mình cảm thấy âm tín nhất luôn ấy, mà mình nghĩ là sinh viên hay là kiểu như người dân được mất, đó là chức năng dịch và tìm kiếm từ khóa của nó. Ở đây có phần Smart Lookup, có nghĩa là bạn có thể tìm được những thông tin khác mà liên quan đến các nội dung mà bạn đã chọn. Thay vì phải lật từng trang tập để tìm ghi chú hay thông tin gấp, thì bạn có thể sử dụng chức năng tìm nhanh. OneNote sẽ liệt ra các trang mục
một kho chứa thông tin cần thiết giúp bạn.